Hiện tại, tình hình dịch bệnh đang có diễn biến hết sức phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, gây áp lực, gia tăng tội phạm, nhất là tình hình trộm cắp vặt. Ở Đồng Nai, lợi dụng giãn cách xã hội để phòng chống dịch, nhiều đối tượng vì đói quá hóa liều nên sẵn sàng thực hiện các vụ trộm vặt mà không ai ngờ tới. Điển hình như tình trạng trộm gian phơi đồ mà nhiều nhà dân nơi đây gặp phải. Vào rạng sáng 8 tháng 9 năm 2021 tại Đồng Nai, hai thanh niên đi xe máy màu đỏ chạy ngang, thấy vàng phơi đồ của người dân để bên ngoài. Tên ngồi sau đã nhanh chóng xuống xe lấy vàng phơi đồ, sau đó leo lên xe đồng bọn tẩu thoát trong đêm. Còn tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khuya ngày 7 tháng 9 cũng xảy ra vụ trộm tương tự. Mặc dù vàng phơi khá cồng kềnh, nhưng nam thanh niên này vẫn lấy trộm, sau đó vác đi trong đêm.